Ok hello, mình xin chào cả anh em nhé. Chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình. Thì clip ngày hôm nay thì mình sẽ làm về khẩu 14 trăng anh em ạ. Đấy, mới vừa update xong nó cho luôn cái khẩu 14 trăng này thì thôi mình làm luôn clip anh em ạ. Còn clip skin này thì anh em nộp lên VIP 4 rồi sẽ được free nha. Một cái skin khá là đẹp anh em ạ. Nói cộng thêm đi với lại một cái cận chiến ranh nữa anh em ạ. Mới luôn nha. Đấy, clip trước thì mình cũng đã làm một cái về khẩu súng và cận ranh mới rồi. Hôm nay thì mình sẽ làm về một cái khẩu 14 anh em ạ. Đi với em nó thì khẩu 10k anh em ạ. Đấy, nói chung thì cái set này thì cũng khá là đẹp luôn. Nói chung thì cái khẩu cận cũng khá là ưng ý anh em ạ. Mỗi cái tội là chưa có năng lên thôi. 200 kim cương trên một hồn thì cũng hơi chát anh em ạ. Anh em cứ cài ranh xong anh em tầm cỡ khoảng 50 hồn là sẽ lên được VIP thôi. Anh em mua thêm ấy 50 hồn mà anh em nhân cho 200, một con số khá là đau thảm. Thôi thì cứ để VIP đỏ mà chơi thôi anh em ạ. Nâng lên làm cái gì, chạy thôi, thành hero rồi nè. Nó lên rồi. Ui, cái thằng này nó cản đường mình nữa nè, bắn nó luôn. Ui, không có thanh niên nào dưới hết nè. Thế thì đứng đây kiếm thêm vài kill lên mày. Nó trưởng rồi nè. Biết ngay là nó trưởng nè. Đi ngay. Rồi thành hero luôn cho nó lành nha. Khá là đông, 17 luôn anh em ơi. 17 2. Có con nào là đây không? Không có, lại đây để mình làm cho cái đặc biệt. Thôi thì chém đại con đó. Rồi biến thành cặp lửa thôi. Đấy, cứ chạy thôi. Anh trời đã bị xịt, đã hơi bị lố quá nè. Rồi xong luôn. Hên quá, vẫn còn sống anh em ạ. Tưởng là có pha chỗ đó là chết ngẫm luôn rồi chứ. Giờ tâm đi. Rồi xong. Không chết chỗ đó, cũng chết chỗ này anh em ạ. Mới vừa vào ván đầu tiên mà khá là nhanh. Không thể nào mà sống sót được. Rồi, tiếp tục có ván thứ hai thôi. Nói chung về cái map hoàng lăng này thì cũng đỡ đâu ạ. Map nào thì chơi cũng hơi quen quen rồi đâu ạ. Nãy cũng hơi mượt nha. Mượt hơn mấy cái map khác đâu ạ. Nhưng mà vào ranh này thì nó chỉ có 6 map cho anh em thôi. Nên là cái map nào cũng vào làm clip mà dính map nào thì làm map đó đâu ạ. Không có thể nào mà lừa map được. Quỷ diệt này. Tôi chờ thanh niên đó hèn thế. Thế mà vẫn chạy được anh em ạ. Hiểu việc nó không chính thức. Tôi chờ nó hết máu rồi nè. Tưởng nào nó mò lên mình sẽ cần chiến nó luôn mà nó bị chết rồi anh em ạ. Rồi. Chỉ có 6 vuông thôi anh em ạ. Chạy xe lửa lên rồi nè. Rồi, hình quá nè. Nó ta nó chuyển không dính mình. Chứ nó chữ mà dính là coi như là đây rồi. Ui, cái khẩu trăng này cái đam cũng khá là ok anh em ạ. Tới 147 luôn. Thế thì ngon anh em ạ. Hero rồi nè. Đấy, câu quả choáng nè, thanh niên nào vào mình quan cho phát là đứng im luôn. Rồi, chạy thôi. Thanh niên choáng đứng im hết rồi anh em ạ. Cái hồn băng ở đâu rồi không biết, còn một hồn ở sao này, chạy liệm hồn băng thôi anh em ạ. Đấy, có hồn băng ngay. Đâu rồi, thanh niên nào vô không? Thanh niên là đuổi mình này. Ui, thanh niên có một thanh niên giấc ngá vậy nè. Rồi chạy thôi. Ui, có một con y tá nhấp nhái này nè. Y tá nhấp nhái đâu rồi? Con y tá nó khổ quá nè. Chạy ra. Này thì nhấp nhái này. Nhái mà còn dí mình nữa nè. Úi trời, sắp hết máu luôn rồi. Thôi chạy thôi. Còn có một mình nữa nè. Một với 10. Chạy thôi, chạy nhanh còn lẹ nè. Sắp hết thời gian rồi, ráng nha. Úi trời, vẫn chạy tốt anh em ạ.
Má thanh niên dưới cũng kinh ấy. Vẫn còn chạy tốt, vẫn còn chạy tốt rồi. Quyên nhờ đâu ạ, à? Hết thời gian. Rồi, tiếp tục cái ván mới thôi nè. Phá lúc nãy hên rồi nè. Còn có 4k nó sạc cho một sạc nữa là coi như là đi rồi. Nhưng mà hên không có dính nữa nè. Vẫn còn chạy tốt mà. Ui trời, thanh niên nó được bay luôn rồi nè. Rõ cho vui thôi, ai ngờ nó hóa thành zombie bay luôn. Em nó không cào, nó cào một phát là coi như là đi luôn rồi. Ui trời, cái thanh niên AFK tự nó ngon lành á. Ao mất tiêu rồi nè. Bên kia có hồn quốc tế, không giống dừng rồi nè bạn. Đấy, con y tá với lại con kia nó đứng rồi. Rồi nó không có dưới mình, giờ nó chạy luôn kìa. Thế thì đứng đai thôi. Con kia nó trưởng ở đâu mà chạy thôi. Cái gì nó nhảy lên kia, ảo thế. Con đó mà nó nhảy cao ghê, nó nhảy lên tới được cái bậc đó luôn rồi nè. Ui trời, tính lên mà thấy con y tá hay đâu mà. Thôi thì chạy qua đây quằn tiếp anh em ạ. Đứng ở đây, đứng ở trụ này thì sợ nó trưởng nè. Chạy luôn lên đây cho nó lành anh em ạ. Đứng ở trụ nó trưởng nhanh lắm. Nó con tờ lửa nó trưởng một phát là coi như là đi ngay. Tốt nhất là chỗ nào mà an toàn thì mình đứng, là còn không an toàn thì mình chạy anh em ạ. Thôi rồi, thằng băng. Úi trời, trưởng ghê chưa. Chạy ra, cứ thằng băng anh em ạ. Băng cái nào mà mát kia hết trơn rồi. Leo lên đây rồi bật ra đây. Đằng xa thế. Xe hút hụt khơi anh em ạ. Lại cái con này nè. Sắp hết máu rồi rồi. Dạ nó không kết được anh em ạ. Ui trời. Vậy mà hụt thôi, biến cho nó lành anh em ạ. Chạy thôi. Lên đây nè. Có thanh niên nào muốn đào lên là mình chém thôi. Nhúng đào lên là mình chém thôi. Nhúng đào lên là mình chém thôi. Cứ chạy rớt luôn rồi. Thôi chạy thôi. Lượm thêm một cái hồn nữa này. Chạy hai thôi đi. Rồi rồi, xong rồi. Quá nhanh, quá nguy hiểm rồi nè.